ba ba phía gần là Hùng, Đạt với Lập, bên kia là Kiệt, Mắt Kiến, Hoàng với lại Đạt. Tới cầm giùm thầy trái chị tin bé ơi. Ơ, quá trúng, quá trúng. Dạ, dạ. Tốt rồi, quê. Quê. Cậu Hoàng tốt rồi. Hai không? Thầy, là gì có sao? Cấp một con có hai gối à. Mà anh tí lên 5 cây. Lại tụi bay luôn. Cậu bàn đánh chị không? Hai không? Như kêu không ai nghe hết sao ta? Kêu đã thôi, tự lợi lấy bạch cân. Một hai hả ca, thầy kêu không ai nghe hết, nãy thầy lại tự lấy bạch canh luôn rồi. Trợt chân, trợt chân. Ôi trong này còn hai gói nè, sang trong còn hai gói, trợt chân còn ba hai. Từ từ thôi, từ từ thôi, ta gác có điểm mà lo gì. Kỳ thì 5 cây. Này bên đây còn đồng cây á. Ba đều. Bên đây còn đồng cây á. Ba đều. Bộ ba hoàn cảnh này đánh tốt ghê á chứ. Bộ ba hoàn cảnh. Bốn điều. Bên đây còn 5 gói. Năm điều. Ồ la y trong tivi luôn ha. Ngày qua coi về tỷ Việt Nam đánh la y vậy luôn á. Ừ, ê, thua. Trời ơi, kiến thua rồi. Cao lên.
6 5. Bộ ba này với bộ ba bên kia xứng lứa vừa đôi. 4 trong 6 điều. Cái chuyện thấp mà thua trong nó đâu đánh được. Sao lên. Này tí đôi công nữa mà mới đúng bộ. Hả Trung? Tí đôi công nữa. Tí Hùng đôi công với Hùng Hoàng nữa mới đúng bộ. Này cũng như một càng chấp xả còn gì nữa. Ừ thì nó một càng chấp xả mà. Bây giờ đánh một càng chấp xả mà Hùng đôi công mới sao đánh được. Ủa đang đánh một càng chấp xả hả? Không có đâu, thì nó đánh y như một càng chấp xả vậy đó. Thì có mình thầy đang tính là cái kèo bên kia là một càng thôi đó. Ừ, tính vậy đó. Bên này là xã đó. 6 điều. Chạy ra. Điểm hoàng 7 6. Bảy tám. Bỏ đây. Kỹ nè. Ta đang 8. Tám điều. Chín tám. Thu mà nó thấp nữa. Nó đánh 5 cây mà chịu nó chết. Chê ra. Chín đều. Không chín. Mới gác có hai trái à, một kỹ đi. Lấy vô. Mười một. Trọng tài mà. Mười mười một. Bốn chạm tay. Mười hai mười. Một hai. Một hai. Một hai.
1, 2. Mày hả? Chạy ra. 12 điều. Rồi trả lên trái ơi, lát cái bụng rồi kìa. 12 điều. Đợi vô đi. 13, 12. Mười ba đều. Dùng mắt kiến luôn. Trái này mới trời. Mười ba đều. Ba đều. Mười bốn, mười ba. Mấy gà này mà hai trái, phải lấy được hai trái hả? Đúng rồi. Bốn năm. Bốn ba. Wow, bốn rồi kìa. Bốn rồi kìa. Hả, lấy cái này nè. Mười bốn điều. Còn một, còn một. Đợi thế nè. Mười bốn đều còn một cùng một. Lộc Lê giành chiến thắng. 15, 14. Ôi là trời.